nghĩ về con người, nghĩ về môi trường, và nghĩ về tương lai. Cùng một lời hứa tươi đẹp là bảo vệ thiên nhiên trên trái đất của chúng ta, mang đến cho nhân loại một cuộc sống khỏe mạnh, từ công nghệ vượt trội của Trung Hô cho giá trị cuộc sống tiện lợi và hạnh phúc hơn. Technologies for the value of life, convenience and happiness. This is the beautiful Đây là tương lai tươi đẹp được tạo ra bởi Trung Hô. Được thành lập vào năm 1993 với mong muốn đem đến sự hài lòng cho khách hàng và sự tôn trọng đối với nhân loại. Trung Hô nay bắt đầu nhiệm vụ cung cấp nước sạch tại Hàn Quốc với hệ thống lọc nước và không khí chất lượng gần như hoàn hảo vào đầu những năm 90 với các sản phẩm đáng tin cậy và công nghệ tiên tiến. Trung Hô đã sớm trở thành công ty thiết bị gia dụng với môi trường hàng đầu tại Hàn Quốc. Bắt đầu từ những sản phẩm thiết bị gia dụng, Trung Hô nay đã bổ sung thêm nhà máy xử lý nước và giải pháp năng lượng mặt trời trong danh mục chiến lược phát triển của mình. Hơn thế nữa, Trung Hô đang cung cấp một loạt các sản phẩm có chức năng đa dạng, bao gồm máy lọc không khí, máy làm mềm nước, máy hút ẩm, mang đến cho khách hàng một cuộc sống thuận tiện và khỏe mạnh hơn. Với việc đầu tư 7% doanh thu hàng năm vào R&D, Trung Hô đã phát triển và đi đầu về công nghệ lọc nước với hơn 40 trung tâm phân phối, 220 văn phòng kinh doanh. Với 5.000 nhân viên tư vấn về dịch vụ và sản phẩm, 2.500 kỹ sư được đào tạo bài bản để lắp đặt và bảo dưỡng sản phẩm, 1.500 giám đốc cung ứng sản xuất và quản lý dịch vụ sau bán hàng. Để đem đến sự hài lòng cho khách hàng, Trung Hô luôn quan tâm đến những tiêu chuẩn cao cấp. Trung Hô là công ty máy lọc nước Hàn Quốc đầu tiên đạt được chứng nhận UL-Mark, WQA con dấu vàng, NSF và ETL ở Hoa Kỳ, TUV và C ở châu Âu, CSA ở Canada, SEEE ở Israel và CCC ở Trung Quốc. Trung Hô là doanh nghiệp đầu tiên được cấp chứng nhận CA ở Hàn Quốc. We have the KC, CA, HD, and electrical Còn nhiều chứng nhận khác nữa về sản phẩm đã được giới thiệu tại đại lộ danh vọng do Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc về đổi mới công nghệ tổ chức. Association for New Technology Innovation. Established in 2003, Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực HRD được thành lập năm 2003, đã trở thành thánh địa phát triển nhân tài toàn cầu của Trung Hô. Với cơ sở hạ tầng hiện đại và trang thiết bị cao cấp, Trung tâm HRD cung cấp môi trường học tập tối ưu cho các cán bộ nhân viên. Trung tâm dịch vụ khách hàng của Trung Hô với hơn 300 nhân viên. Họ đều đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên nghiệp cấp độ 7/7, được cấp đầy đủ trang thiết bị để đáp ứng ngay lập tức các yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng của khách hàng. Professionalism has made it designated as a call center with outstanding service quality index by the Korea Management Association Consulting for 7 years in a row. Trung Hô làm ra lợi nhuận cho doanh nghiệp từ sự hài lòng của khách hàng ngay tại Trung tâm Công nghệ Môi trường R&D. Trung Hô đầu tư 7% doanh thu hàng năm vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tạo ra các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực lọc nước và lọc không khí. Hệ thống lọc thẩm thấu ngược RO của Trung Hô cung cấp nước chất lượng tốt với mức độ tinh khiết cao đến 99,99%.
Trung Hô đang sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, có tính cạnh tranh cao như máy lọc nước sử dụng màng lọc RO và bộ lọc than hoạt tính tốt nhất thế giới. Tất cả đều được thử nghiệm và cho kết quả vượt trội. All Trung Hô products have been tested and developed by in-house research institution. Từ hệ thống tuần hoàn nước tự nhiên 24 giờ giúp nước luôn sạch, hệ thống làm mát với block thay cho bán dẫn, semiconductor applied cooling system, hệ thống làm sạch thông minh ACS tự động làm sạch bình chứa nước theo chu kỳ, hệ thống làm nóng kép chuyên biệt, công nghệ khử trùng bằng tia cực tím hiệu suất cao, sử dụng đèn CCFL và van điện tử nhỏ gọn nhưng cho hiệu quả cao, and highly efficient compact solenoid valve. Những sản phẩm với công nghệ tiên tiến đầu tiên trên thế giới là bằng chứng về năng lực của Trung Hô, như máy lọc nước làm đá đầu tiên trên thế giới được ra mắt vào năm 2003. Máy lọc nước làm đá tích hợp tủ rượu vang được ra mắt vào năm 2010. Máy lọc nước làm đá nhỏ nhất thế giới, Tiny 900 Ice, được giới thiệu vào năm 2013 với thiết kế tinh tế và công nghệ tiên tiến. Trung Hô ra mắt máy lọc nước làm đá pha cà phê đầu tiên trên thế giới vào năm 2014. Máy lọc nước Tiny Baby vào 2016 dành riêng cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ được kiểm nghiệm loại bỏ đến 142 chất độc hại. Với hệ thống lọc nước 7 cấp, máy lọc nước tạo khoáng RO năm 2017 và máy lọc nước đá RO tạo ga soda cho phép bạn thưởng thức nước có ga một cách dễ dàng và tiện dụng. Như bạn có thể thấy, lịch sử phát triển của Trung Hô trên toàn thế giới luôn gắn liền với máy lọc nước làm đá. Ngoài chuyên môn về lọc nước, công nghệ dẫn đầu của Trung Hô còn được áp dụng vào hệ thống lọc không khí. Với máy lọc không khí, gia đình sử dụng công nghệ lọc HEPA hoặc UPA. Trung Hô giới thiệu nhiều dải sản phẩm, kết hợp nhiều công nghệ lọc khác nhau như công nghệ lọc thoát nước, chức năng hút ẩm hoặc tạo ẩm, hệ thống khử trùng không khí bằng tia cực tím, làm sạch bằng ion. Chính từ sự đa dạng này, Trung Hô đang dẫn đầu thị trường toàn cầu với tư cách là công ty thiết bị gia dụng môi trường số 1 toàn cầu. Với dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, đảm bảo chất lượng tốt nhất thế giới, nhà máy sản xuất của Trung Hô đã mang đến những sản phẩm tuyệt vời với chất lượng hoàn hảo. Các dòng sản phẩm của Trung Hô được sản xuất tại đây như máy lọc nước công nghệ lọc thẩm thấu ngược RO tốt nhất, máy lọc không khí với thiết kế trang nhã, máy làm mềm nước tắm và vòi hoa sen giúp chăm sóc da, ngăn ngừa và hạn chế các bệnh về da khác nhau, máy lọc nước làm đá và máy lọc nước pha cà phê đầu tiên trên thế giới là thương hiệu vô song của Trung Hô, đại diện cho cuộc sống đẳng cấp và sang trọng, nâng cao chất lượng cuộc sống với sức khỏe và sự tiện lợi, thứ mà chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp và luôn được ưu tiên hàng đầu với việc khẳng định chất lượng hoàn hảo. Đó là lý do tại sao Trung Hô đã điều chỉnh hệ thống an toàn kép độc đáo. Nỗ lực của Trung Hô là để giữ cho sản phẩm luôn có chất lượng cao nhất, luôn chào đón khách hàng với nụ cười rạng rỡ, lắng nghe ý kiến khách hàng và cung cấp tất cả thông tin sản phẩm, đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời về dịch vụ. Nhân viên dịch vụ khách hàng là hình ảnh của Trung Hô trên toàn thế giới. Là sức mạnh để đưa Trung Hô trở thành một công ty thiết bị gia dụng môi trường toàn cầu, bắt đầu với việc chinh phục thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Vào năm 1994, chúng tôi đã xuất khẩu máy lọc nước, máy lọc không khí, nắp bồn cầu điện tử và máy làm mềm nước sang hơn 60 quốc gia ở Trung Đông, Úc, châu Âu, châu Mỹ, Latin và Nga, không chỉ Sullivan và Water Logic ở Mỹ, Tozei ở Nhật Bản, cũng tại Đức. Chúng tôi đang tạo ra một thị trường mới với máy lọc nước với chức năng làm đá và pha cà phê. But also in Germany, we are creating a new market with various water purifiers with ice and coffee. Trung Hô mở rộng hệ thống lọc nước sinh hoạt, công suất lớn cho các doanh nghiệp và nhà máy vào năm 1997, bắt đầu từ đảo Đốc Đô ở cực đông của Hàn Quốc. Hệ thống lọc nước và khử muối ở phía nam Yanto, phía tây Kimi Ibi, cũng như khu vực phía bắc Bebendo để giải quyết việc thiếu hụt nước sinh hoạt và trở thành công ty xử lý nước tốt nhất ở Hàn Quốc. Dựa trên những kinh nghiệm và công nghệ này, chúng tôi đã và đang cung cấp hệ thống máy lọc công suất lớn cho các trường học, các phòng thí nghiệm, bệnh viện, ngân hàng, đại sứ quán Hàn Quốc, các nhà máy tại các khu công nghiệp như Samsung, LG và nhiều doanh nghiệp khác.
Nhà máy Microfilter là một trong những công ty trực thuộc tập đoàn Trung Ho, chuyên về sản xuất các thành phần, bộ lọc xử lý nước khác nhau, bao gồm bộ lọc cho tủ lạnh và các bộ lọc chuyên dụng cho đối tác trong ngành lọc nước. Với cơ sở sản xuất và dây chuyền tự động, dựa trên những thế mạnh này, nhà máy Microfilter đang xuất khẩu bộ lọc đến hơn 60 quốc gia trên thế giới. Một công ty con khác của Trung Ho và MCM chuyên về sản xuất phụ kiện ngành nước như ống cấp nước, van điện tử, hút nối nhanh hay màng RO cho máy lọc nước, MCM đã được FDA của Hoa Kỳ phê duyệt vật liệu có chứng nhận NSF, TUV, UL, KC. MCM cung cấp linh kiện cho nhiều công ty lớn của Hàn Quốc cũng như các thị trường toàn cầu bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ và cả Việt Nam. Trung Ho thành lập hai công ty liên danh tại Trung Quốc là Trung Ho Media và Micro Media vào năm 2006. Hai liên doanh này đang duy trì thị phần số 1 tại Trung Quốc về lọc nước dưới thương hiệu Media. Nhờ các công nghệ tiên tiến của Trung Ho kết hợp với kênh phân phối rộng lớn 5.000 trung tâm của Media. Tại đây, liên doanh Trung Ho Media tiếp tục chinh phục thị trường hơn 1 tỷ dân với chất lượng sản phẩm xuất xưởng có tỷ lệ lỗi bằng không. Nhờ các cải tiến về chất lượng liên tục của R&D với dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động bằng robot, cũng như chiến lược phát triển quy mô vừa và lớn với việc liên tục tung ra các sản phẩm mới, củng cố vị trí dẫn đầu của liên doanh với danh hiệu là công ty thiết bị gia dụng lớn với chất lượng tốt nhất thế giới.